Nếu Man United không chịu sự ràng buộc của luật công bằng tài chính, FFP và các ràng buộc khác về mặt ngân sách, có lẽ Ten Hag sẽ mạnh dạn chọn Harry Kane hoặc Victor Osimhen trong mùa hè này. Tuy nhiên, với tình hình đầy trở ngại hiện nay, các nhân vật cấp cao của câu lạc bộ chắc chắn sẽ rất thận trọng khi bước vào những cuộc đàm phán cực kỳ phức tạp và kéo dài mà họ cần phải vượt qua nếu muốn sở hữu một trong hai tay săn bàn lừng danh này, chỉ để cuối cùng vẫn bị yêu cầu một mức giá quá đắt khiến cho toàn bộ thương vụ sụp đổ trong giai đoạn nửa cuối của kỳ chuyển nhượng. Tuy Kane và Osimhen là hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng bởi vì tính khả thi của hai mục tiêu này quá thấp, trong danh sách sẽ chỉ bao gồm những cái tên có lối chơi tương tự như hai người họ. Các nguồn tin đáng tin cậy đã đồng loạt xác nhận rằng Højlund của Atalanta sẽ trở thành số 9 mới của Ten Hag sau khi câu lạc bộ chủ sân Old Trafford thống nhất được các điều khoản cá nhân sơ bộ với ngôi sao người Đan Mạch và tìm thấy tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng với Atalanta, 75 triệu euro cộng phụ phí. Højlund có thể mang đến những gì cho Man United? Anh có là tiền đạo đúng ý Ten Hag không? Tại Serie A, Højlund đã có một mùa giải ra mắt đầy hứa hẹn nhưng cũng hơi kỳ quặc. Trong số 32 trận đã chơi của anh ở giải Serie A, có 20 lần là đá chính. Và đôi khi huấn luyện viên trưởng Gianpiero Gasperini đã sử dụng anh như một quân bài tẩy trong hiệp 2 để tạo ra lợi thế trước những đôi chân mỏi mệt của đối thủ. Những màn trình diễn của Højlund mỗi khi ra sân đã luôn tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Có thể Ten Hag từng nói về mong muốn sở hữu một tiền đạo giàu kinh nghiệm, có lối đá không quá liều lĩnh, nhưng tiềm năng phát triển trong 2 đến 3 mùa giải tới của chàng trai trẻ 20 tuổi này thực sự vô cùng thú vị và đáng trông đợi. Cực kỳ hứa hẹn là cụm từ chính xác nhất khi mô tả về Højlund. Højlund dê bóng tốt và giỏi phối hợp với các đồng đội. Tài năng trẻ người Đan Mạch là một tiền đạo đầy tốc độ. Anh thường xuyên thực hiện những pha di chuyển cự ly ngắn đầy mạnh mẽ để nhận bóng và vượt qua các cầu thủ phòng ngự. Anh thích dùng các tình huống phối hợp ban mật để tấn công vào khoảng trống phía sau các hàng thủ và không gặp vấn đề gì với việc bứt tốc từ điểm A tới điểm B trong các cơ hội phản công. Højlund được chấm một số điểm cao trong mục nhận bóng trong vòng cấm, reception in the box, cho thấy một trong các sở trường của anh là xác định thời điểm thích hợp cho các pha di chuyển. Anh rất giỏi trong việc dừng chân và điều chỉnh lại các pha di chuyển vào vòng cấm để tránh khỏi nguy cơ việt vị và chiếm lĩnh những vị trí thuận lợi để kết nối với các quả tạt. Điểm số của tiền đạo người Đan Mạch trong các mục cường độ phòng ngự và tầm ảnh hưởng tới khâu phòng ngự cho thấy Højlund có thể trở thành một chân pressing giỏi khi cần thiết. Tài năng trẻ 20 tuổi này không phải lúc nào cũng là người giỏi nhất trong việc đoạt bóng tại các khu vực trên cao của sân đấu, nhưng anh sẽ luôn là một mối phiền toái hạng nặng khi các hậu vệ của đối thủ cầm bóng. Højlund sở hữu một cái chân trái có khả năng dứt điểm rất đáng gờm, thường được anh sử dụng khi tấn công vào hành lang trong phía cánh trái và các khoảng không gian gần cột gần. Có thể nói, cách thi đấu của Højlund rất giống với Edinson Cavani thời trai trẻ. Hiện anh vẫn chưa thể sánh bằng ngôi sao người Uruguay, giờ đây đã 36 tuổi, về sự khôn ngoan trong vòng cấm vì khuynh hướng hoạt động của anh gần với vạch giữa sân hơn. Tuy nhiên, Højlund thực sự là một tài năng trẻ đầy triển vọng, có thể được nhào nặn thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới với thời gian và sự huấn luyện phù hợp. Một Man United ổn định nhờ sự dẫn dắt của Ten Hag có lẽ là môi trường thích hợp cho điều đó.